200.000 tấn sản phẩm răm gỗ thì đang bị tồn đọng tại cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa. Và đây thì chưa phải là con số lớn nhất, khi mà sản phẩm răm gỗ thì đã bị tồn đọng khá nhiều từ đầu năm đến nay liên tục tại các cảng biển của Việt Nam. Tình trạng này diễn ra do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc xuất khẩu mặt hàng răm gỗ. Hàng loạt thị trường đầu ra giảm tiêu thụ, giá răm gỗ xuất khẩu đã xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ còn khoảng 110 đô la Mỹ mỗi tấn. Từ trước đến giờ thì chưa bao giờ xảy ra cái hiện tượng là răm gỗ ở trên cảng phải tồn đọng lâu như này. Hơn 400.000 tấn là số răm gỗ tồn đọng hồi tháng 5 tại cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, hàng mới xuất đi được gần một nửa. Hiện nay công ty Hậu Hưng đang tồn cái răm gỗ ở tại cảng Cái Lân là cỡ khoảng 40.000 tấn. Ba cái doanh nghiệp khác còn lại thì cộng luôn cả của Hào Hưng thì là hiện nay rơi vào cỡ khoảng chừng 200 tới 220 ngàn tấn. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, tình trạng tồn đọng răm gỗ xuất khẩu diễn ra từ tháng 3 trên hệ thống tất cả các cảng biển xuất khẩu răm lớn tại Việt Nam. Số lượng răm gỗ còn tồn đọng tại các cảng ước tính khoảng độ từ 1.1 đến 1.2 tấn, và ở các cái cảng lớn thì hiện nay bình quân mỗi cảng vẫn còn tồn đọng khoảng từ 200 đến 300.000 tấn răm khô. Nếu tình hình xuất khẩu răm cứ sụt giảm như hiện nay và giá răm gỗ tiếp tục quá rẻ thì nguy cơ các nhà máy răm gỗ sẽ phải ngừng sản xuất.